7 này, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup lần thứ 8 trở lại với người hâm mộ Việt Nam. VTV Cup, giải đấu uy tín nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. VTV Cup, đó là những khán đài sôi động. VTV Cup, đó là những trận đấu không thể bỏ qua. VTV Cup, đó là nơi hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Hân hạnh đồng hành cùng giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Sun Group Cup 2011. Hóa khớp yêu, gai đốt sống yêu, đau lưng, đau khớp, cứng khớp, đã có thuốc đắp ngoài Bonian cốt thống linh, sản phẩm có nguồn gốc thảo dược, thấm sâu nhanh chóng, giảm đau nhức xương khớp, không đắp cốt thống linh lên niêm mạc, vết thương hở và người mẫn cảm với các thành phần của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Một tuần thật tuyệt vời, ngày hôm nay tất cả chúng ta lại gặp nhau và cùng nhau thư giãn với song ca cùng thần tượng. Quý vị và các bạn thân mến, ở tuần trước thì ba bạn khán giả trẻ hâm mộ giọng hát của ca sĩ Siu Black đã có cơ hội thể hiện hết mình trên sân khấu trong các tiết mục song ca đầy ngẫu hứng. Và từ sự bình chọn của quý vị khán giả và sự lựa chọn của ca sĩ Siu Black, trong đêm nay chúng ta sẽ biết được ai trong số ba bạn là chủ nhân của các giải thưởng trong chương trình. Còn ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hòa mình vào trong không gian âm nhạc mang những nét rất riêng của ca sĩ Siu Black với những giai điệu mạnh mẽ nhưng dạt dào cảm xúc. Một tuần đã trôi qua rồi, và trong suốt quãng thời gian vừa qua, cả ba bạn đã có cơ hội được chị Siu Black hướng dẫn này, rồi được hát cùng với thần tượng của mình. Ba bạn thấy thế nào? Em rất khâm phục chị Siu. Đó là mỗi lần mà chị chuẩn bị lên sân khấu, đó là chị coi như quên hết tất cả mọi thứ, chỉ có biết hát và hát. Đó, và chị luôn luôn rất là mạnh mẽ hết mình trong âm nhạc. Đó là điều mà em rất khâm phục chị Siu. Thật sự là rất là vui và rất là hạnh phúc khi được hát và song ca cùng với thần tượng của mình. Và trong thời gian được hát song ca với chị cũng như những buổi tập ấy, thì em học hỏi được ở chị rất là nhiều. Và còn đối với hiệu kết quả tốt hay không, đối hiệu không còn quan trọng nữa. Những cái điều giọng ca của chị Siu và phong cách của chị Siu giống như có một ma lực hấp dẫn hiệu. Và được song ca với chị Siu trên sân khấu lớn như thế này, đó là đối với hiệu hạnh phúc lắm rồi. Nói chung là các bạn đều nói đúng. Cái sự nhiệt huyết, cái sự nhiệt tình, nói chung là Siu Black không từ nang. Nhưng nói chung là khi mà làm việc á, Siu Black cũng rất là khó tính và cũng rất là hay nóng tính. Nhiều lúc khi mà các bạn hát được hay không được thì là hay nhăn nhó và hay nói chung là Siu Black phải nói liền, chứ không có để là các bạn hát sai. Tại vì khi mà các bạn hát không phải là hát cho bạn nữa, mà các bạn hát phải thu hút được các bạn khán giả ở dưới này, đúng không các bạn? Đấy, nếu mà các bạn hát thật tốt thì ở dưới này tiếng vỗ tay đó dành cho các bạn, dành cho tất cả ba bạn.
Xin cảm ơn ca sĩ Sục Lách với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm ngày hôm nay thì sẽ không chỉ có các phần công bố các giải thưởng dành đến cho ba bạn trẻ tham gia chương trình, mà chúng ta sẽ còn được gặp gỡ với hai vị khách mời. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của vị khách mời đầu tiên, đó là một nữ ca sĩ trẻ nhưng có giọng hát rất khỏe. Một tràng pháo tay để chúng ta sẽ cùng chào đón nữ ca sĩ Hà My. Ngọn lửa tìm về với cội nguồn, ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi. Ôi cao nguyên, những chiến sĩ cao nguyên như ai cũng nhớ bờ vực. Cháy lên ngọn lửa thiêng. Cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong ta tình yêu cao nguyên. Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên, còn mãi trong.
xin cảm ơn Hà My, bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay, đã đồng hành cùng với chúng tôi và đặc biệt là đã cùng với ca sĩ Suplex gửi đến với chương trình một ca khúc đầy lửa. Tôi rất muốn hỏi Hà My một chút là đây có phải là lần đầu tiên mà Hà My song ca cùng với ca sĩ Suplex không? Dạ đúng, đây là sự thật, đây là lần đầu tiên em là một ca sĩ trẻ được song ca với chị Siêu. Và thực sự em không giấu cái nỗi lòng của em là chị Siêu cũng là một thần tượng của em. Thế còn với chị Siêu ạ, như em thấy thì cũng có nhiều ca sĩ rất ngại để hát song ca, và nếu có thì cũng khá kén chọn người song ca cùng với mình. Với riêng chị Siêu thì khác, không ngại ngần một điều gì cả, và với ai chị cũng có thể kết hợp với. Và đặc biệt là chị tạo ra cảm hứng cũng như là sự tung hứng trên sân khấu. Chị có bí quyết gì không ạ? Cũng có thể là kinh nghiệm mình ở trên sân khấu này nó quá lâu và mình biết được. Ví dụ như là khi mọi người hỏi, ủa tại sao chị lại mời Hà My? Tại vì thật sự rằng là hai người chưa bao giờ ai thấy rằng là Hà My với Suplex song ca cả. Và mình mạo muội tại vì là có nghe Hà My hát rồi. Và mình cảm thấy rằng là Hà My hát rất là mẫu, hát hết mình. Và mình thấy được điều đó chỉ cần như vậy thôi. Thì là có thể là hai chị em sẽ kết hợp được trong ngày hôm nay. Không hiểu là lần đầu tiên mà chị Suplex nghe Hà My hát, lần đó có kỷ niệm gì không ạ? Mới ban đầu ấy, cái cô bé này nè, không biết là cô ấy không dám nhìn mình hay là cô ấy tỏ vẻ rất là ấy, nên là mình không thích. Sau khi dần dần á, quen tính á, thế là mình rất là thích cô này. Mình nói là có một chút gì đó của mình, không biết là mình hồi xưa có như thế không, nhưng mà bây giờ rất là giống. Tại vì nói chung là nhiều lúc hai chị em buồn á, em ơi, thế mình nhậu đi. Hà My nói, ôi được á chị, nhậu đi chị, một chai thôi cũng được. Nó nói không gì, cái đó là cái gì, cái hợp với giữa hai ca sĩ. Rất là ít khi ca sĩ với nhau hợp với nhau. Một lần nữa xin cảm ơn em và xin chúc em sẽ luôn thành công trong sự nghiệp và cũng luôn luôn máu lửa và hết mình giống thần tượng của em, ca sĩ Suplex. Xin chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với song ca cùng thần tượng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đến với phần công bố giải thưởng do ca sĩ thần tượng chọn, thì ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi, chúng ta dành đôi chút thời gian để điểm lại những giây phút đáng nhớ mà ba bạn trẻ tham gia chương trình đã có được trong đêm tuần trước. Khi có nhau, ta sống trong tình yêu mãi mãi, dù mùa xuân có tan phai. Thời gian có bao giờ trở lại? Em ra đi, em ra đi không mang theo một lời ra đi. Em mang theo không có cả yêu thương với nỗi buồn mênh mang. Còn bây giờ xin được chào đón sự quay trở lại của bốn nhân vật chính, ca sĩ Suplex cùng ba bạn, xin mời. Tuy rằng mình là người chọn các bạn từ đầu, nhưng mà ngay cái buổi này đây á, thì là cho Suplex chọn một trong ba bạn thì cũng rất là khó. Và Suplex ước gì các ba bạn đều được giải. Nhưng mà cuộc thi mà, để mà mình chọn á, thì mình phải chọn cái người mà hát cùng với mình thật sự ăn ý và thực sự phối hợp rất chặt chẽ với nhau. Cái người mà tôi thích và hát chặt chẽ bố cục từ cách thể hiện những bài hát. Nói chung là tôi chọn bạn số 2, bạn Thanh Hùng Sơn. Xin chúc mừng Bùi Hùng Sơn. Thưa mình, Bùi Hùng Sơn đã trở thành người giành được giải thưởng ca sĩ thần tượng chọn. Một lần nữa xin chúc mừng Hùng Sơn. Và bạn sẽ nhận được giải thưởng là 3 triệu đồng, một chiếc điện thoại di động LG và một phần quà từ chính ca sĩ Suplex. Ôi tình yêu, cuộc tình mà ta đã đến cho nhau, đam mê ngọt ngào này đã
cuốn trôi về đâu. Chạy theo những giấc chiêm bao, ngày về đời em đã quá hư hao, nhìn lại tình yêu đã quá xanh khâu. Không phải em, mà đâu phải em, bởi vì em ngày xưa chỉ yêu mình anh, một tình yêu đầu tiên sẽ thương hồn nhiên, mà tại sao giờ đây em cho anh bao đắng. Tại sao giờ đây em cho anh bao đắng cay yêu riêng? Không phải em, nào không phải em. Từ khi em lạc trôi giữa bao cuộc vui, tình yêu em được cay đắng trên đầu môi. Một mình anh ngồi đây, với tình gì mà sao nước mắt tuôn rơi? Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh công việc ca hát thì chúng ta còn biết đến cái tên Sue Black với rất nhiều các vai trò khác nhau, như là một vị giám khảo vui tính, một diễn viên, một MC, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua, chị đã để lại rất nhiều những ấn tượng đẹp đối với bước nhảy hoàn vũ. Rồi chúng ta cũng không thể không nhắc tới công việc kinh doanh của chị. Để hiểu thêm điều này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những chia sẻ ngay sau đây của ca sĩ Sue Black. Mình hát bao lâu năm rồi, khi mà mình nghe một thí sinh nào đó hát thì mình có thể nhận xét được họ, đó là cái điều mà sự rất thích thú. Khi mà giám khảo em không ảnh hưởng bởi cái giống của ca sĩ đó, rất là mẫu lửa, em có thể vượt qua mọi thách thức để em đứng trên sân khấu và em hát cho mọi người nghe như thế, đúng không quý vị? Các bạn thí sinh bây giờ luôn nhìn giám khảo, mỗi lần thí sinh nào hát mà có vẻ hơi bị trên hay là bị khô hay là bị trật nhịp đều nhìn xuống Sue Black trước tiên. Như này không sao, nói chung bình thường cứ hát đi, nói chung mình cũng làm một cái cử chỉ là cho họ thấy rằng cứ bình thường cứ hát hết mình, không có sao hết, ngay sau đó là họ sẽ hát tốt hơn. Phải làm như thế nào để cho thí sinh khi mà người ta hát lên người ta cảm thấy rất thoải mái, và người ta hát như thế nào mà để hết mình, chứ còn mà mình cứ chăm chú mà ngồi mà có vẻ suy tư thì đảm bảo với các bạn là không thí sinh nào có thể hát lọt được vào vòng đấy. Có nhiều thí sinh bị tai nạn trên sân khấu nhưng mà mình chỉ vỗ tay và khuyến khích họ nên hát tiếp. Quay chỉ có 5 ngày thôi, mình cảm giác giống như 5 tháng vậy, nó lâu thế không biết, lâu quá rồi nó mệt mỏi lắm. Từ 6 giờ sáng cho tới 9-10 giờ tối mới xong, ngày nào nó cũng thế, đúng ra là cũng cực. Và Sue Black nói thôi, khách phim này đóng lần này thôi, lần sau không đóng nữa. Nhưng mà khi người ta mời lại đóng tiếp. Các bạn không biết là cái phim mà em hiền như mơ sơ là Sue Black đóng vai chính. Tiền đâu? Tiền gì cưng? Vậy tôi hỏi nè, cô có trả không? Come và chính rất là cực. Một tháng trời ngày nào mình cũng phải có mặt từ 5 giờ rưỡi cho đến 4 giờ sáng ngày mai. Và nhiều người nói trời ơi, bữa nay sao chị ốm vậy trời, đóng phim em ơi, đóng phim nó ốm á. Chạy đi chạy tới chạy lưu chạy hoài, đâu phải chạy một lần mà được đâu, phải chạy tới dưới 10 lần, lần lần nó mới được. Các bạn biết ở thân này mà chạy đi bình thường không là đã mệt, đừng nói là chạy. Cô anh hùng quá mà,
tôi kêu cô chạy ra ôm chúng thôi, để tôi chạy. Tự nhiên cái đương đầu vô cho chúng đập. Đông ra là Siêu Đức có xuất vài ký. Thành khi mà đóng phim mẹ em hiền như Ma Sơn. Nếu mà tôi không tới cứu cô á, thì đâu còn mạng đứng đây đâu. Và sau này mới đây nữa là đó, không nhận nhưng mà lại nhận tiếp. Phim Dốc Sương Mù sắp tới là sẽ trình chiếu trên HTV9 vào tháng 8. Thật sự là bước nhảy hoàng vũ rồi, cái mà không thể tưởng tượng được. Năm ngoái là xuống đất 70 ký, mình đi còn khó chứ đừng nói là mình nhảy. Khi mà người ta mời mình ấy, chắc lời lộn người đó, nhảy gì nổi. Thôi mời người khác đi, không nhảy được đâu em ơi. Xong cái mà họ phải đi 3 lần như thế. Và cái lần thứ 3 là mình cứ suy nghĩ đó, mình vừa nhảy được còn mình vừa ốm. Thế là nhận, sau một tháng các bạn biết rằng trời người nó như là giống như là ai đánh mình ấy, cái chỗ nào nó cũng đau. Chỉ có gián đoạn là cái vòng thứ ba là con bị tai nạn á. Chúng lấy nghĩ là thôi vòng đấy coi như là mình đi ra là vừa rồi. Nhưng mà được cái là khán giả đều có phiếu bình chọn cho Chúng rất là cao. Đó là cái sự may mắn. Và thật sự là mình cũng không nghĩ mình là đứng top 3. Mình nghĩ là chỉ khoảng top 5 là mình đi thôi. Chúng lấy nghĩ là Chúng lấy một trong những người mà có thể là nỗ lực hết mình. Khi mình nhận một cái việc gì đó mình sẽ làm rất là tốt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dùng biết người là bề sâu, cứ hãy yêu đời dù biết. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với vị khách mời thứ hai. Đó là một nữ ca sĩ mà mỗi khi chị xuất hiện trên sân khấu, chị cũng rất máu lửa và hết mình. Giữa ca sĩ Sue Black và vị khách mời thứ hai này có rất nhiều nét tương đồng. Vì thế mà họ đã trở thành đôi bạn thân ở ngoài đời cũng như trong công việc. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để đến với phần kết hợp tiếp theo của Song Ca Cùng Thần Tượng đêm nay. Xuân lòng lay hương bay theo làn tơ vẽ mùa xuân lòng lay. Bye.
khúc mang tựa đề Ly Cà Phê Ban Mê vừa rồi thì hai chị không những chỉ đốt cháy khán giả không đâu, mà hai chị đốt cháy lẫn nhau nữa. Chúng tôi được biết là chị Phương Thanh và chị Siêu không những là bạn bè thân thiết trong nghề đâu, mà trong cuộc sống thì hai chị cũng là những người bạn thân. Chắc hẳn hai chị có những nét tương đồng với nhau, đúng không ạ? Có một nét tương đồng duy nhất là có máu điên. Ngày hôm nay với ngày hôm qua hát không giống gì nhau hết. Điên lên là hát khác, và mỗi một ngày trôi qua là cái điên nó tăng hơn. Mà chị Siêu thì mỗi lần điên lên thì bắt đầu giọng hát cao lên và cái chiều ngang nó cũng to ra. Còn Vương Thanh mà điên lên thì bắt đầu nó từ từ thung vô. Cho nên đứng ghế nhau hai chị em rất là vừa, số 10. Và sự theo dõi cũng như là có những tình cảm của quý vị khán giả dành đến cho hai chị thì em còn biết một điều nữa là những lúc nào cần hai chị dạt dào cảm xúc thì hai chị lại vô cùng sâu lắng. À, có khi nhỉ? Đúng ạ. Cái này có đúng không? Như vậy là có thêm nét tương đồng đúng không ạ? Bây giờ thế này, em có một yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Thưa quý vị, thực ra là chúng ta đều có một cảm nhận chung là mỗi giọng hát của mỗi chị, của ca sĩ Phương Thanh, của Siêu Black đều mang những ngọn lửa giống nhau. Tuy nhiên thì cái cách cháy của mỗi ngọn lửa lại khác nhau. Và ngày hôm nay em rất muốn là hai chị sẽ cùng thể hiện sao cho quý vị khán giả nói kia đúng là Siêu Black và đây đúng là ca sĩ Phương Thanh. Giờ lời sao chống mơ nhà anh em muốn muốn đi. Giờ đây sao trong vắng nhớ anh em buồn 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 vì anh. Còn một điểm tương đồng nó quên là phá y chang nhau luôn đó. Các bạn có thấy phá quá không? Lên sân khấu giống như ở nhà vậy đó, muốn hát sao hát, muốn nói sao nói. Nhưng mà đó là mà tạo một sự thoải mái. Chị Siêu với Phương Thanh lên là rất là thoải mái đúng không ạ? Mà lỡ có hát bể dưới cũng không nói gì luôn đúng không? Dạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là trong cùng một câu hát, cùng một giai điệu thôi, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được mỗi cái đốt cháy khán giả của mỗi chị là hoàn toàn khác nhau. Vâng, mà chương trình ngày hôm nay của chúng tôi rất tuyệt vời là bởi vì hai ngọn lửa đã tạo thành một ngọn lửa lớn trên sân khấu. Và một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Phương Thanh rất nhiều. Hy vọng rằng là tình bạn của hai chị sẽ ngày càng trở nên thân thiết hơn, gắn bó hơn, và khán giả sẽ ngày càng được nghe, được thưởng thức nhiều hơn những giai điệu do hai chị cùng song ca với nhau. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc này đây chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố giải thưởng khán giả bình chọn. Và để biết được ai trong số 3 bạn trẻ tham gia chương trình trở thành chủ nhân của giải thưởng này thì một lần nữa chúng tôi xin mời sự quay trở lại sân khấu của ca sĩ Siêu Black cùng 3 bạn. Xin mời. Và tên của một trong số 3 bạn đang nằm trong chiếc phong bì mà ca sĩ Siêu Black đang sở hữu. Và bây giờ thì chị Siêu Black sẽ đọc tên của chủ nhân giải thưởng khán giả bình chọn. Xin mời. Tôi muốn hỏi các bạn, cái cảm giác của các bạn tối ngày hôm nay sau khi cuộc thi đã xong thì các bạn thấy rằng là các bạn có vui không, hay là có một cái điều gì trăn trở muốn nói mà các bạn hãy nói cho tất cả các bạn, quý vị khán giả dưới đây nghe. Kính thưa chị Siêu cùng toàn thể tất cả các bạn khán giả, thì đối với Dũng thì thực sự đến giây phút này Dũng cũng đã cảm thấy mình rất là hạnh phúc rồi vì đã được song ca cùng chị Siêu, cùng đứng với chị Siêu trên một sân khấu rất là lớn như thế này. Cả 3 thí sinh bọn em thì người nào nếu mà được chị Siêu hay là khán giả bình chọn thì theo em nghĩ cũng xứng đáng. Em có vẻ rất là tự tin đúng không? Là em tự tin phần hát của mình. Tôi muốn đọc một mã số rất là đẹp và tôi cũng rất là thích cái số này. Bạn có mã số 3. Lê Nho Hiếu. Xin chúc mừng Lê Nho Hiếu. Chủ nhân của giải thưởng khán giả bình chọn tuần này. Xin chúc mừng bạn và Lê Nho Hiếu sẽ nhận được giải thưởng là 5 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động LG. Các bạn còn lại sẽ nhận được giải khuyến khích 1 triệu đồng và một chiếc điện thoại LG.
Xin chúc mừng cả ba bạn. Với những gì các bạn nỗ lực trong suốt thời gian vừa qua, các bạn đã có được những phút giây thật tuyệt vời, những trải nghiệm trên sân khấu của chúng tôi. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu ai. Mai anh thêm vững bước trên con đường dài, em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng anh nhớ. Em kiếm tiền, tai em lắng nghe. Xin cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị và sự tham gia bình chọn. Thưa quý vị, từ sự bình chọn, từ những tin nhắn của quý vị thì đã giúp chúng tôi có thể tìm ra được các bạn trẻ xứng đáng nhất đến với các giải thưởng. Và khi quý vị tham gia bình chọn thì quý vị cũng có thể trở thành vị khán giả may mắn nhất do hệ thống máy tính của chúng tôi lựa chọn một cách ngẫu nhiên. Tuần này, giải thưởng 1 triệu đồng, một chiếc điện thoại di động LG và một phần quà từ ca sĩ Sim Black đã thuộc về chủ nhân của số điện thoại sau đây. Và các bạn, mỗi ca sĩ thì đều có những hướng đi cũng như là cách chinh phục khán giả riêng của mình. Với ca sĩ Sim Black thì chị có cách tiếp cận với công chúng yêu âm nhạc một cách khá khác. Nó vừa quen lại vừa lạ, đó là sự mạnh mẽ như vẻ hùng vĩ của núi rừng, là sự gần gũi sâu lắng như những nét miên man nơi phố núi. Trong âm nhạc, ca sĩ Sim Black còn có những gì trăn trở? Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với những chia sẻ sau đây. Dự định và ấp ủ có một cái học viện là đã làm rồi, và cái dự định sắp tới làm sao mà có nhiều học viên người ta tin tưởng và nó sẽ vào đây người ta đăng ký ấy. Cái thứ nhất là mình giúp họ mình trở thành một ca sĩ nếu họ thích, và mình giúp họ có một album mà đầu tay thật sự hoàn mỹ đối với họ. Mong ở đây rằng là làm như thế nào để mình có nhiều kinh phí để mình giúp đỡ cho người khác,
giúp đỡ cho học viên mà họ không có tiền, mà họ rất đam mê học và họ có một giọng hát rất hay, thì mình sẽ giúp họ. Hay là bằng cách nào đó mình tạo điều kiện cho họ vừa học hát, vừa họ vừa đi hát, để họ bản thân họ có một cái thu nhập riêng, và mình cũng sẽ tìm mạnh thường quân nào đó người ta giúp mình, và người ta sẽ hiểu được cái điều mà Siêu Black đang muốn làm. Siêu Black cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã yêu thích Siêu Black từ gần 20 năm nay. Siêu Black cũng cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ cho cái quán của mình, hoặc là có những bạn ủng hộ về cái học viện của mình. Thật sự rằng là Siêu Black cảm ơn rất nhiều, và chúc các bạn có sức khỏe và hạnh phúc trong gia đình. Báo thời tiết ngày và đêm 15 tháng 7, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 85%. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm 90%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 92%. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm 80%. Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm 85%. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm 83%. Nhà sản xuất Nhậm Trọng Luân, Đinh Tâm. Kịch bản Nhậm Bảo Như. Các diễn viên chính:
Lục Nghị, Triệu Lâm, Triệu Tử Kỳ, Vương Lộ Đan, Chu Vũ Thần, Lâm Viên, Trương Phong, Tô Tiểu Minh, Tùng San, đạo diễn Triệu Bảo Cương. Tuổi thanh xuân, tập 19. Anh đi thật à? Bảo anh đi như thế à? Anh còn trở lại nữa không? Anh Lý, từ nay trở đi, anh cố gắng giao việc cho tôi. Việc gì tôi cũng làm, không chê mệt, không ngại thêm giờ. Chỉ cần có tiền, phải đi sửa xe ngoài tỉnh tôi cũng đi. Sao thế? Cậu chỉ làm những việc đòi hỏi kỹ thuật cao kia mà. Thiếu tiền à? Tôi có việc. Tôi cầu xin anh đấy. Làm việc gì có tiền nhanh, anh cứ giao tôi. Được, ngày mai cậu đi Sơn Đông, tôi nhận xe ở đó, cậu mang về cho tôi. Vâng. Tiểu Dạng, mấy hôm nay con ít nói thế. Bố suy nghĩ suốt ngày, con nói chuyện với ai? Con cũng đang nghĩ đây. Con nghĩ gì? Làm thế nào qua một đêm trở nên giàu có? Có đáp án chưa? Có rồi. Thế nào? Mua vé số. Hay đấy, con gái bố thông minh quá. Bố đừng mỉa mai, con nghiêm túc đấy. Con gái, con muốn giàu nhanh để chữa bệnh cho bố phải không? Nếu trúng một lúc 5 triệu, đừng nói là Bắc Kinh, chứ đi Mỹ cũng bình thường. Con gái, bố biết con muốn chữa bệnh cho bố, nhưng con tính chuyện gì đó thực tế hơn đi. Thế nào là thực tế? Người như con tìm đâu ra một công việc lương cao chứ? Con nghĩ đi nghĩ lại rồi, bán sức lao động của mình, không thể có nhiều tiền như chơi vé số được. Đầu tư ít, thu lợi lớn. Hơn thế con dự cảm, chắc chắn con trúng thưởng. Nguồn gốc của dự cảm là ở đâu vậy? Đã nói ông trời không tuyệt đường sống của ai mà. Nhà mình gặp xui, đã đến lúc gặp may, chưa biết chừng vận may đó lại ở vé số. Con gái.